Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cái giá quá đắt, kinh tế Israel khốn đốn giữa cuộc xung đột mở rộng. Theo nguồn tin từ báo Việt Nam Plus, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich gần đây đã thông báo rằng nền kinh tế Israel đang phải gánh chịu những tác động nghiêm trọng từ cuộc xung đột kéo dài, được cho là dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử của quốc gia này. Tính đến cuối tháng 9 năm 2024, khi cuộc xung đột ở Trung Đông đã kéo dài gần một năm và tình hình trở nên căng thẳng hơn, xếp hạng tín nhiệm của Israel một lần nữa bị hạ cấp. Điều này càng làm gia tăng lo ngại về tương lai kinh tế của đất nước. Bộ trưởng Smotrich nhấn mạnh rằng, mặc dù nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng ông vẫn tin tưởng rằng nó có khả năng chống chịu và có thể phục hồi sau những tổn thất do xung đột gây ra. Tuy nhiên, với những diễn biến phức tạp, nguy cơ xung đột lan rộng ra khu vực lớn hơn, chi phí kinh tế cho cả Israel lẫn các quốc gia lân cận cũng đang gia tăng theo cấp số nhân. Ông Smotrich đã chia sẻ rằng, kinh tế Israel đang hứng chịu gánh nặng của cuộc xung đột dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử đất nước. Sự leo thang căng thẳng trong những tháng gần đây khiến cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Israel Knut Flue cảnh báo rằng nếu những căng thẳng này trở thành một cuộc xung đột kéo dài và dữ dội hơn, thiệt hại cho nền kinh tế và tăng trưởng của Israel sẽ là rất nặng nề. Tình hình tại Gaza cũng ngày càng nghiêm trọng hơn khi cuộc xung đột đã làm gia tăng cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo đã tồn tại từ lâu ở đây. Tương tự, khu vực bờ Tây cũng đang chứng kiến một sự suy giảm kinh tế nhanh chóng và đáng báo động. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc được công bố vào tháng trước, tình hình của Lebanon cũng không khả quan, với dự báo kinh tế nước này có thể suy giảm tới 5% trong năm nay do các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa lực lượng Hezbollah và Israel. Đối với Israel, tác động kinh tế có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều nếu kịch bản xấu nhất xảy ra. Như dự đoán của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Đại học Tel Aviv, ngay cả trong những kịch bản khả quan hơn, các nhà nghiên cứu cũng dự đoán rằng tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của Israel đã vượt qua Vương quốc Anh trong những năm gần đây, sẽ giảm trong năm 2024. Điều này là do dân số Israel tăng nhanh, trong khi mức sống lại có dấu hiệu đi xuống. Trước khi cuộc xung đột diễn ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và những căng thẳng giữa Israel và Hamas diễn ra sau đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã dự báo kinh tế Israel sẽ tăng trưởng khoảng 3,4% trong năm nay. Tuy nhiên, hiện tại, dự báo của các nhà kinh tế đã điều chỉnh xuống còn từ 1% đến 1,9%. Tăng trưởng trong năm tới cũng được dự đoán sẽ yếu hơn so với những dự báo trước đây, khiến nhiều người lo ngại về sự bền vững của nền kinh tế trong bối cảnh hiện tại. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Israel có thể không cắt giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế do lạm phát đang gia tăng, do tiền lương và chi tiêu chính phủ tăng vọt để tài trợ cho các hoạt động quân sự, điều này càng làm cho bức tranh kinh tế trở nên u ám hơn. Theo ước tính của Ngân hàng Trung ương, chi phí phát sinh từ chiến sự có thể lên tới 250 tỷ shekel, tương đương 66 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2025, bao gồm cả chi phí quân sự và dân sự, chẳng hạn như chi phí nhà ở cho hàng nghìn người Israel phải rời bỏ nhà cửa ở các khu vực phía Bắc và phía Nam. Bên cạnh đó, các cuộc giao tranh với Iran và các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah ở Lebanon càng làm gia tăng chi phí quốc phòng và làm chậm quá trình người dân quay trở lại nhà cửa của họ ở miền Bắc. Dù Bộ trưởng Smotrich thể hiện sự lạc quan về khả năng phục hồi kinh tế của Israel, nhiều nhà kinh tế lại tỏ ra lo ngại rằng thiệt hại thực tế sẽ kéo dài hơn rất nhiều so với dự kiến. Cục Thống đốc Ngân hàng Trung ương Israel, hiện là Phó Chủ tịch Nghiên cứu tại Viện Dân chủ Israel Knut Flue, cho rằng có nguy cơ chính phủ sẽ phải cắt giảm đầu tư vào các lĩnh vực khác để giải phóng nguồn lực cho quốc phòng. Bà cảnh báo điều đó sẽ làm giảm tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế trong tương lai. Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia
cũng đưa ra quan điểm tương tự trong một báo cáo công bố hồi tháng 8, nhấn mạnh rằng Israel sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế dài hạn bất kể kết quả của cuộc xung đột ra sao. Tốc độ tăng trưởng được dự báo sẽ giảm so với các dự báo kinh tế trước xung đột trong mọi kịch bản, và việc tăng chi tiêu quốc phòng có thể làm gia tăng nguy cơ suy thoái. Điều này gợi nhớ đến thập kỷ mất mát sau chiến tranh Yom Kippur, khi cuộc chiến năm 1973, còn được biết đến là chiến tranh Ả Rập-Israel, đã dẫn đến một thời kỳ đình trệ kinh tế kéo dài ở Israel. Một phần do sự gia tăng chi tiêu quốc phòng, tăng thuế và cắt giảm chi tiêu không liên quan đến quốc phòng. Những diễn biến này là một trong những nguyên nhân dẫn đến làn sóng di cư của những người Israel có trình độ học vấn cao, đặc biệt là các doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ. Cuộc xung đột hiện tại cũng đã khiến thâm hụt ngân sách của Israel tăng gấp đôi lên 8% GDP, từ mức 4% trước đó. Nợ chính phủ cũng tăng vọt và trở nên đắt đỏ hơn, vì các nhà đầu tư đang yêu cầu lợi nhuận cao hơn để mua trái phiếu và các tài sản khác của Israel. Nhưng lần hạ xếp hạng tín nhiệm liên tiếp cũng sẽ làm tăng thêm chi phí vay nợ của các quốc gia này, tạo ra một vòng xoáy khó khăn cho nền kinh tế đang phải chịu nhiều sức ép từ cuộc xung đột hiện tại. Để thu hẹp lỗ hổng tài chính, chính phủ không thể dựa vào dòng thuế từ các doanh nghiệp, bởi trong khi nhiều doanh nghiệp trong số đó đang sụp đổ, thì những doanh nghiệp khác lại không muốn đầu tư trong khi chưa rõ cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu. Coface BTI, một công ty phân tích kinh doanh lớn tại Israel, ước tính rằng 60.000 công ty Israel sẽ đóng cửa trong năm nay, tăng so với mức trung bình hàng năm là khoảng 40.000. Hầu hết trong số này là các công ty nhỏ, chỉ có tối đa 5 nhân viên. Sự bất ổn chỉ gây hại cho nền kinh tế, gây hại cho đầu tư. Giám đốc điều hành AV Hassan của Startup Nation Center, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy ngành công nghệ của Israel trên toàn cầu, cho biết. Trong một báo cáo gần đây, giám đốc điều hành Hassan đã cảnh báo rằng khả năng phục hồi đáng chú ý của ngành công nghệ Israel cho đến nay sẽ không bền vững trước những bất ổn do cuộc xung đột kéo dài và chính sách kinh tế của chính phủ. Áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo nguồn tin từ báo Đại Đoàn Kết, tình hình xung đột ở Trung Đông, các cuộc đình công tại cảng của Mỹ cùng những vấn đề ở kênh đảo Panama đang gây ra nhiều thách thức cho các nhà xuất nhập khẩu. Sau đại dịch, khi hoạt động thương mại toàn cầu bị đảo lộn, chuỗi cung ứng quốc tế tiếp tục gặp khó khăn. Các nhà vận chuyển hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, từ xung đột ở Trung Đông cho đến hạn hán tại Trung Mỹ và các cuộc đình công ở Mỹ, khiến việc vận chuyển hàng hóa trở nên phức tạp và tốn kém hơn. Giai đoạn nghiêm trọng nhất diễn ra ở Trung Đông, ảnh hưởng đến thương mại qua Biển Đỏ. Lưu lượng giao thông qua tuyến đường này đã giảm 2/3 kể từ khi phiến quân Houthi bắt đầu tấn công tàu biển năm ngoái, trong khi tuyến đường này từng chiếm 12% tổng lượng thương mại toàn cầu. Nhiều công ty, bao gồm cả Maersk, đã phải chuyển sang tuyến đường dài hơn qua mũi Hảo Vọng, mặc dù việc này kéo dài thêm 10 ngày và tăng chi phí đáng kể. Căng thẳng gần đây tại Trung Đông khiến nhiều tàu cảng phải tránh xa Biển Đỏ hơn. Peter San, nhà phân tích tại nền tảng phân tích vận tải biển Senetta, cho rằng sự leo thang này có thể chỉ tác động nhỏ vì phần lớn tàu container đã tránh khu vực này. Tuy nhiên, nếu tình hình địa chính trị tiếp tục xấu đi, khả năng tàu trở lại Biển Đỏ sẽ ngày càng xa vời. Bên cạnh đó, lưu lượng qua kênh đảo Panama cũng giảm sau khi hạn hán, khiến đơn vị này khai thác phải giảm số lượng tàu đi qua, từ 36 xuống 20 tàu mỗi ngày. Tình hình thương mại trở nên tồi tệ hơn với các cuộc đình công của công nhân cảng ở bờ Đông Mỹ. Từ ngày 1 tháng 10, gần 50.000 công nhân đã đình công vô thời hạn, ảnh hưởng đến 14 cảng trên toàn quốc. Marco Foggiuan, Tổng Giám đốc Viện Xuất khẩu và Thương mại Quốc tế, nhận định rằng chuỗi cung ứng đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có. Ông nhấn mạnh rằng xung đột ở Ukraine và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung
cũng như các sự kiện như vụ sập cầu Baltimore đã làm tăng thêm áp lực cho chuỗi cung ứng. Tác động lớn nhất hiện nay đến từ chi phí vận chuyển hàng hóa. Các công ty vận tải lựa chọn tuyến đường qua Mũi Hào Vọng đang phải đối mặt với chi phí nhiên liệu tăng 40%, trong khi giá container cũng có xu hướng đi lên. Theo Seneca, giá giao ngay cho các container 40 feet vận chuyển giữa Đông Á và Bắc Âu đã tăng lên 8.587 USD vào tháng 7, cao hơn 468% so với tháng 12 năm 2023. Trước khi các cuộc tấn công của Houthi diễn ra, giá container từ Bắc Âu đến bờ Đông Mỹ cũng đã tăng lên 2.861 USD vào ngày 1 tháng 10 so với 1.836 USD vào cuối tháng 8. Sự gián đoạn này, đặc biệt ở Biển Đỏ, đã kéo dài thời gian giao hàng. Các nhà sản xuất và nhà bán lẻ cho biết việc chuyển hướng quanh châu Phi để tránh Biển Đỏ làm tăng thời gian giao hàng thêm 4 tuần. Về giá dầu, The Guardian đưa tin rằng giá dầu đã tăng lên gần 76 USD một thùng vào ngày 2 tháng 10. Một số nhà phân tích dự đoán giá có thể vượt 80 USD trong vài ngày tới, đặc biệt nếu có những vấn đề xảy ra với sản lượng dầu thô của Iran. Goldman Sachs ước tính Iran có thể sản xuất 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng có thể có thêm gián đoạn nếu tình hình căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ. Ngoài ra, bất kỳ sự đóng cửa nào tại eo biển Hormuz cũng có thể dẫn đến một cú sốc lớn cho thị trường dầu mỏ toàn cầu. Theo các nhà phân tích của Citigroup, họ cảnh báo rằng nếu điều này xảy ra, giá dầu có khả năng tăng đột biến và vượt xa mức cao kỷ lục trước đó. Tuy nhiên, Saudi Arabia cảnh báo rằng giá dầu thực sự có thể giảm xuống còn khoảng 50 USD một thùng do dư cung. Kevin Book, giám đốc điều hành Clearview Energy Partner, tin rằng thị trường đang đánh giá thấp rủi ro ở Trung Đông. Ông cho rằng nếu Israel tấn công cơ sở năng lượng của Iran, giá dầu có thể tăng vọt lên 86 USD một thùng. Bối cảnh thương mại toàn cầu đang chịu nhiều áp lực từ nhiều yếu tố, từ xung đột địa chính trị cho đến tình trạng đình công và biến đổi khí hậu. Điều này đòi hỏi các nhà xuất nhập khẩu cần có những chiến lược linh hoạt và hiệu quả để vượt qua những thách thức hiện tại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.